Mình chào cô chú anh chị em mình nha, trở lại với kênh YouTube Máy Giao Dương ha. Thì ngày hôm nay em có về được 5 con máy ơ anh em nhé, 5 cái ha. Thì em quay review cho anh em xem nhé, anh em nào mà cảm thấy ưng ý thì liên hệ ha. Thì trong cái thời điểm này hàng hóa thì nó giá là cũng hơi cao anh em nhé, cũng nói thật sự với anh em ha. Anh em mà thấy anh chị mua thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Con là con Kubota Ơ8 anh em nhé, máy thì đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Đây nói về con Ơ8 nha, lốc lát nữa ha, bô nó còn sáng lắm nha, bánh trơn nữa ha, nước sơn còn nguyên suy ha, em đảm bảo chạy chất lượng cho anh em nhé. Đấy, con này con Ơ8 này. Đấy, con này Ơ7 bán rồi nè. Tiếp tục con là con Kubota Ơ950 bét kim. Con này 950 anh em nhé, 950 thì nó bự lắm, nó 9,5 ha. Đây 9,5 PS, còn tua 2,400, maximum nó 2,040. Máy đảm bảo zin cho anh em nhé, con này có đề anh em nhé. Thì con này anh em nào mà chạy phát điện hoặc chạy cái gì mà cần, không có cần quay mà chạy đề thì cứ liên hệ đi, mà giá nó cũng hơi gắt anh em nhé. Thì trong thời gian này hàng hóa nó hơi hiếm thành ra giá cả nó cao, chất lượng thêm đảm bảo ha, cục đề nó còn dàn éo ha. Đấy, đảm bảo chất lượng nha. Chạy ra anh em phải chơi ha. Ok anh em, anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp bằng chương ha. Kubota Ơ950 bét kim. Con này con Ơ8. Con này con Kubota Ơ8 này ha. Ơ8 này cũng thuộc dạng hàng đẹp mà. Đấy, anh em nào cần Ơ8 thì mua Ơ8, Ơ9 thì mua Ơ9 ha. Máy dùng long lanh lắm ha. Toàn bộ hàng hóa này là em vệ sinh sạch sẽ anh em nhé, từ thùng dầu lực, dầu thùng nước rồi vệ sinh sạch sẽ anh em nhé. Anh em chỉ có việc về chỉ có thay nhớt nữa là chạy thôi. Con là con Kubota Ơ7 nè, con Ơ7 anh em ha. Anh em nào xài Ơ7 hàng đẹp cho anh em nhé, bao chất lượng ha. Này là siêu phẩm này, con này là Kubota Ơ850 bét kim. Con này thì không phải chê nữa ha, máy này máy cũng xuất sắc rồi. Đây này, máy rất là đẹp nha, nắp hồi lát rồi cái gì ấy, nhìn còn rất là ok. Thùng nước sạch tinh. Ở đây em bán máy thì em bao ship cho anh em nhé, anh em nào mua thì em báo giá em ship về tới nhà cho anh em nhé, anh em không phải chịu tiền phí ship nữa, dầu còn nhiều lắm. Thì nhiều anh em hỏi có ship ra ngoài đi xa không, em ship toàn quốc anh em nhé, anh em nào mua em ship toàn quốc cho anh em nhé. Đấy, máy là khỏi chơi ha. Con này là Ơ850 bét kim. Con này anh em nào mà chạy bơm nước, chạy thuyền cũng là rất là ok. Để em test máy này cho anh em xem ha. Đấy, má nó quay cái máy em sợ thiệt. Cầm đây, cầm đây. Đây,
người ta dân quay máy là không bao quay cái máy không bao giờ lắc, quay cái máy lắc lơ lắc lơ. Xài trong cái hệ oxy hải sản ha, thì anh em là xài E7 E8, xài béc lớn thì nó ngon hơn béc kim anh em nhá. Vì sao? Vì cái béc kim nó chạy tiếng nó hơi gỗ, hơi gốc máy ha. Còn đời E chảnh á, béc lớn á, thì nó chạy tiếng nó êm hơn anh em nhá. Mà béc kim thì nó chạy cái hệ oxy hải sản nó không có phù hợp đâu anh em ha, chạy một thời gian nó đóng khói ha. Còn mà chạy bơm nước hoặc chạy ngoài đồng ngoài ruộng, chạy tua ga lớn á thì nó hợp ha, còn chạy gang ti là nó không hợp đâu anh em nhé. Chạy oxy hải sản 1E7 hay là E8 ha, đảm bảo cho anh em. Còn 750 thì anh em chạy oxy không hợp ha, thì anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Con này là con Kubota E8 anh em nha. Con này con 950. 950. Béc kim anh em nhé, béc 4 lỗ nha. Máy mới tinh nha. Đấy. Thì em test hết chân mấy con máy này cho anh em xem ha. Còn anh em nào muốn xem kỹ nữa, ok chốt giá thì em test kỹ càng cho anh em nữa ha. Test gửi qua Zalo cho anh em xem ha. 950 là có đề nha, anh em chỉ cần việc lên ga này. Đấy, đề thì nóng mát bắt vô đúng của nó, đề là rồi, hàng hệ thì có được 4-5 cái ha, anh em nào cần cái gì liên hệ ha.
em review cho em mấy con máy không về mấy hệ mà máy mà giá thành á cùng ghẻ bơm nước đồng luôn rồi. 8 Kubota này, Mitsu 7 này, con này là H60 này, đấy, con này là SD6 này, con đó là Mitsu 7 này đó, còn mấy con nữa ha, Mitsu 85 này, H-Ớt này, con này là H-Ớt 7 nha. Bên này có con Kubota ER65 này không? Nhiều anh em sợ máy này là bảo anh em luôn, lúc lắm rất là ok nha, máy bao chim bao chạy á, chỉ có áo này hơi nhâm, nhiều anh em rất ok, anh em là chốt con này mình liên hệ mình nha. Thôi giờ này cũng hơi bụng anh em ơi, nay vài giờ cũng bận việc thôi, anh em nào cần cái gì cứ liên hệ trực tiếp bằng Dương ha, địa chỉ của Dương thì 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, anh em nào cần cứ liên hệ ha. Oxy hải sản này cục lớn này anh em, lớn cậy oxy hải sản này đấy, còn cục nhỏ này đấy, cục nhỏ anh em là cần hàng ba cái hàng oxy hải sản mình bao chất lượng cho anh em luôn ha, hàng này là mình hàng lựa chứ không mình không đi mua solo ha, đấy thành ra là cái lượng oxy hải sản này là mình đảm bảo cho anh em chất lượng cho anh em ha. Rồi chào anh em nhé, hẹn anh em clip ngày mai ha.